có một bạn viết trong phần bình luận như thế này đây thầy ơi em bị mất gốc hình ạ à? thầy chỉ cho em cách với thầy chép cái câu uh, câu hỏi này của chúng ta lên đây thực ra là thầy cũng đi hỏi mọi người xem có cách nào không chứ còn thầy cũng bí nhá thầy đi hỏi mọi người hỏi mọi người xem làm thế nào chứ còn bản thân thầy thì thầy cũng bí với câu hỏi này và trong tư duy của thầy ấy mất gốc thì phải học lại thôi chứ thì chẳng biết làm gì hơn cả thầy trả lời ai có biết cái tư vấn gì hay là có cái phương cách gì có bí quyết gì thì giúp bạn viết xuống phía dưới cái bài đăng này đi để bạn nếu có đọc được thì bạn sẽ biết còn thầy ấy thì thầy thì nghĩ là chúng ta phải học lại thôi học lại cày lại từ đầu mất gốc ở đâu thì bắt đầu ở đó thôi chứ không có cách nào cả thì chẳng nghĩ ra cái phương pháp hay cái bí quyết bí truyền gì để mà cho chúng ta lấy lại gốc hình nhanh gọn trong một khoảng thời gian ngắn hoặc là ABC các kiểu đâu với tư duy của thầy thì là phải học lại phải cày lại từ đầu thôi học lại từ từ sách giáo khoa từ sách bài tập từ bài tập dễ bài tập siêu dễ trở đi không có cách nào khác cả mà rồi chúng ta phải đi kèm với nó là gì đi kèm với nó là sự quyết tâm quyết tâm của chúng ta phải đủ lớn thì chúng ta mới học lại được chứ còn chúng ta chỉ đặt một câu hỏi như thế này thôi xong rồi thì quyết tâm không đủ lớn thì chúng ta lại buông xuôi ấy mà thầy có đưa ra phương cách này phương cách kia mọi người có góp ý nọ góp ý kia cũng chẳng giải quyết được gì nếu chúng ta không có quyết tâm rồi không có quyết tâm thì lại không có kiên trì nữa thì lại cũng chẳng giải quyết được gì chúng ta chỉ quyết tâm được có một hai ngày thôi học ngày học đêm nhưng mà chỉ được hai ngày ngày thứ ba chán quá lại thấy thôi học mệt quá lại mất gốc ăn hiểu gì cả chán lại bỏ thiếu sự kiên trì thì cũng không học được đối với thầy thì chúng ta phải có mấy cái yếu tố này thôi chứ chả có cách nào đâu nhá còn nếu mà chúng ta buông xuôi thì nó lại càng mất gốc lớp 6 đã bị mất gốc lớp 6 thì hình nó dễ lớp 7 hình nó khó hơn nhiều so với lớp 6 thôi lớp 6 mà bị lỡ rồi thì bỏ qua sau này học lại vì lớp 6 nó cũng dễ thôi mấy cái hình trực quan với lại chu vi diện tích thì hồi tiểu học học rồi còn nếu mà học lại được từ lớp 6 thì càng tốt lớp 7 thì coi bị mất gốc đi sang lớp 8 bắt đầu bây giờ không nhớ gì về tam giác bằng nhau cả không nhớ gì về các đường trong tam giác trọng tâm trực tâm này là cái gì lúng túng beng cả thì phải học thì phải quyết tâm phải kiên trì thôi còn nếu chúng ta buông phần lớp 7 ra chúng ta không chịu học lại không cố gắng lên không kiên trì không quyết tâm thì sang lớp 8 liệu có học được không học về tam giác đồng dạng học về định lý talet học về các hình chữ nhật hình thoi hình vuông ui nhiều thứ linh tinh phức tạp phết đấy thế rồi nếu mà bẵng đi một thời gian lại bất lực lại mất gốc lớp 8 nữa Thế thôi lớp 9 học làm sao đúng không Vậy thì chỉ có cách là chúng ta tự thân vận động và vận động nhiều lên thôi chăm chỉ quyết tâm học hàng ngày hàng tuần hàng tháng hàng năm thì nó sẽ khá chứ thầy chẳng có bí quyết nào cả